3. Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Thoa Xuyên quận 9 á, thì em thấy phòng gym anh đẹp không? Chào mừng các bạn đến với THL Stream quận 9 cùng với Dương Nguyễn và tập thể đàn em THL Academy để chúng ta cùng nhau chứng kiến một buổi tập mắc OT kinh thiên động địa trên những thiết bị cực kỳ rẻ tiền và chỉ là một cái gì đó rất hoài niệm của quận 9. Chỉ có hoài niệm của quận 9 và hoài niệm của quận 12, các bạn, quận 7, Bình Tân sẽ không còn nữa những thiết bị sau đây. Đó là ba máy tập ngực kinh điển dùng để tập OT dành cho những phòng gym bình dân. Rồi chào các bạn, đây là bạn Hoàng. Hôm nay sẽ phụ trách làm PT trong dự án OT này của anh. Bây giờ anh ra một cái đề cho em là anh tập bài ngực trên này 55kg chính thức mỗi bên. Có 50 thôi, 55 nó lẻ, 50 thôi. Rồi, bố tí cho anh khởi động. Anh khởi động 5 set. Đây là cái câu hỏi hắc não các bạn. Trong mắt OT đây là câu hỏi hắc não đó. Để xử lý được bài toán này các bạn, CPU của bạn phải load. Không, em cứ làm việc của em đi. Nha, anh nói việc của anh. Đây là chiếc máy là Inline Bench Press, dùng để đập tập ngực trên. Tập ngực trên các bạn. Và quận 7 nó sẽ có một cái máy khác. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Đến chính nha các bạn, nãy như nó lộn là incline, không phải, đây là decline. Decline. 2 3 4. Rồi, xong chưa? Xong cái động rồi phải không? Nó dạ rồi kìa. Rồi ok. Tới giờ tới phần nhận xét của Duy Nguyễn là nãy giờ vấn đề trình bày khởi động của bạn này là Duy Nguyễn phải thành thật xin lỗi bạn cho cái điểm tàn nhận 0 điểm. Tại nó không đúng gì đó. Nghe. Không sao, người ta nói là cái gì thất bại mẹ thành công, chỉ với em những điểm sai. Thứ nhất, khởi động anh nãy nói là cái gì? Mức tạ của anh là 50kg đúng không? Đúng không? Mà ở đây mày mới bên mày có 35kg à. Mày nhảy kiểu gì? Không lẽ 35 giờ nhảy lên cái 50. Đúng không? Trong khi em nhảy khởi động từng bước em lên là 5 mà giờ em nhảy phát 15 là sai bét nguyên cái chỗ khởi động đó. Đó là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai nữa đó là cái số rep của em không chuẩn. Đầu tiên em bắt là đẩy tới 15 cái. Đó, đẩy tới 15 cái là nó sai. Đó là hai cái lỗi sai về kỹ thuật khởi động mắc OT. Còn bây giờ là cái lỗi sai về BT á, là nãy giờ anh chưa thấy được đó, em có sự nhiệt tình. Anh chưa thấy em có một sự truyền lửa. Đó, mà em chỉ đơn giản là em lắp cục tạ ra xong rồi anh ơi vô khởi động đi anh. Đếm, xong lắp cục tạ vô, anh ơi vô khởi động đi anh. À, nó thiếu đi một cái sự tương tác với khách hàng. Cái điều, ba điều này đang cần phải cải thiện. Rồi bây giờ thôi, nói chung là con dạy cái mang mà trò dạy thầy phải chịu. Giờ tao cũng liều thôi chứ sao giờ. Chỉnh tạ đúng rồi cho anh tập luôn đi. 1, 2, 3 bảo đảm tối nay về banh vú. Cho nói vài câu bạn. Hồi nãy bạn học viên của Duy Nguyễn hỏi câu rất là hay, anh có lên tạ không?
thì thật sự là Duy Nguyễn dư sức Duy Nguyễn lên. Nhưng mà ở cái bài này là bài tập ngược dưới, Duy Nguyễn không lên, có lý do là ở cái máy này nó thiết kế á, nó sẽ ép người ta một chút xíu. Nó ép để vô ngược dưới, bạn hiểu không? Nên lúc đó là cái cơ chế chuyển động nó không được tự nhiên. Điều này nó vi phạm nguyên tắc mắc OT. Nên chúng ta tập ở cái ngưỡng nó an toàn. Từ đó mình thay đổi kích thích cơ bắp bằng cái sự nhận thức về tốc độ, về giữ, không về tạ. Mà Duy sẽ tập trung bung sức cho phần ngược giữa. Đó là mấu chốt của vấn đề. Nha các bạn. 2, 3, 4, 1. Mình vô đất với các bạn 100 kg một bên. Dưới màn tập là Duy Nguyễn, đỡ là Duy Hoàng. Mười cái lận, mười cái lận. Ô mẹ ơi, 10 cái cho nó chẳng 2 tấn, tật tôi thích số đẹp vậy được không? Hey!
lại. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Nè, hồi nãy mấy em chú ý kỹ nha, anh fly lại như vậy nè. Ok. Còn thằng nào mà nó ăn gian nè, nó làm tới đây đúng không? Cái nó dày, cái nó lên dày rồi nó có like rồi. Còn mình thuần tí like là vậy. Ép vô. Nhưng mà tạ nặng sao vậy, tay nó phải dày đúng không? Ok. Coi video này mai không like Duy Nguyễn, có tiền không mua súp, không tập gym ở BBT thì coi lại cách chơi của mình nha các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.